rất đông không quý vị? Đây là quang cảnh tại ra ngoại khu vực mà xuất qua hải quan. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay Lý Hương đi Thái Lan và bây giờ thì Lý Hương đang đứng ở khu vực 8-17. Đã qua cái cửa xếp hàng rất là lâu của chiếc vé, xong rồi đã xếp hàng qua hải quan. Qua cửa xét hành lý. Hành lý qua nói chung là mất khoảng chắc cũng cả tiếng nha. Nãy mình tới là 6 giờ. Cả tiếng có đó. Không, cả tiếng. Bây giờ thì mình sau khi vệ sinh xong xuôi thì mình sẽ đi vô khu vực ở phía bên trong chuẩn bị lên máy bay và đi Bangkok. Hứa hẹn cả nhà những video Lý Hương khám phá Bangkok ngọc hôn nhất. Và trong chuyến hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi với lại chị Lý Hiền và anh Tấn Dương, chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay. Và các anh em đang đứng ở khu vực nhà vệ sinh. Rồi bây giờ mình đi ra đi em. Đi ra đi chị. Rồi ok. Đây hành lý của Lý Hiền với lại cái ba lô của Lý Hương. Lý Hiền hôm nay rất là nhìn dễ thương ha. So cool sẻ. So cute. So cute. Đây là khu vực mình có thể mua những cái quà. Bên đây là rượu. Lý Hương sẽ đi vô ngay cái cổng số 10. Bên đây là Ngọc Trai. Lý Hiền dẫn chương trình đi. Đang sẽ đi ra cửa số 10 nha các bạn. Đây số 10 với số 14. Đi xuống đây à. Ôi Cầm giùm đi. Đại ca của Lý Hương thì nó ngồi xuống rồi. Đây số 10 và mình sẽ đợi ở ngay đây. Bây giờ là mấy giờ Lý Hiền nhỉ? 7:40, 7:55 nữa chúng ta sẽ đi. Đây. Và đây thì có cái dịch vụ mà đẩy cho người lớn tuổi ha. Bên đây thì có cái Star Cafe. Hello. Hôm nay Lý Hiền đi hào hứng không? Rất là hào hứng. Lý Hiền sẽ hứa hẹn dẫn cả nhà đi khám phá Thái Lan đúng không? Đúng rồi. Theo phong cách bụi. Đúng rồi.
Rồi bây giờ thì mấy anh em sẽ đợi máy bay ha, và gặp lại cả nhà ở Bangkok vậy. Bye bye. Bây giờ thì Lê Hương đang chuẩn bị xuống sân bay của Bangkok. Và ở đây thì Lê Hương thấy đường ở bên Bangkok đẹp quá nên quay lén cho cả nhà đấy. Lén được chừng nào hay chừng đó vậy. Wow. Ở đây thì Lê Hương có quan sát những cái thửa ruộng ở bên Thái Lan. Hồi nãy đi qua khu vực trời, nó dài. Wow, có nguyên cái bãi rác. Wow. Trời ơi, cái khu này khu gì vậy Lý Hiền ơi? Trời ơi, khu đó khu gì vậy? Hoàng cung á hả? Hoàng cung của mấy vua ở hả? Đẹp quá hả? Welcome to Hong Kong. Ở đây là có mô hình con gà giả. Đây, ngồi ở bên đây nè. Nè, cái gỏi đu đủ nè, son tầm á. Son tầm á. Mình ngồi ở đây đi. Đây, họ làm món son tầm. Bác mà làm không đi. Mà làm không đi. Cái năng gỏi này là cái món đúng rồi. Bác không cũng sai nữa thêm á. Son tầm. Son tầm. Nghe được chứ son tầm. Tân tiện gì kêu đi nộp tiền để đi ăn á. Thì đi lớn ở bên Pháp. Wow. Nghe giọng người Hà Nội nhưng mà nghe là biết người 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 ở nước ngoài chứ không phải là người. Nhưng mà giọng chị thì nghe lại giọng Hà Nội đúng không? Đúng, mà sao ở bên Pháp mà sao nói tiếng Việt giỏi đấy. Mấy người bạn chị có toàn là người Việt ạ. Việt Lào, Việt Thái. Việt Miên. Miên là Campuchia. Miên là Campuchia. Chị về đây một mình hả? Không, chị về với gia đình. Cho nên chị đi qua, chị đi chơi ghé Chiang Mai một tuần. Chị ăn món son tầm thấy ngon không? Son tầm. Ôi mà son tầm của chị sao có cái ba khía mà bên mình lại không có ba khía nhỉ? Phải đặt hả? Phải đặt hả? À, nói làm sao để nói gần con ba khía qua đây được? Son tầm của bà la. Wow. Son tầm của bà la. À, chị nói tiếng Thái được không? Vậy chị nói nhiều thứ tiếng quá hả? Pháp nè. Pháp. Có lẽ là Anh. Ừ. Wow. Thái, tiếng Việt. Wow. Ủa, tiếng Trung Quốc. Hả? Tiếng Trung hả? Không được nhiều. Không được nhiều. Nói tiếng Trung được thì nói với chị này. Chị này rất là giỏi tiếng Trung.